Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh MC Ly Chuyện Ngôn Tình. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của truyện. Các bạn cũng đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những bộ truyện mới nhất được phát sóng trên kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tử Lâm lúc này thật đáng sợ. Ngọc Giao sợ tới mức cổ học không thể nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu thay cho câu trả lời. Như không ngờ, anh lại càng tức giận hơn, quát lên lần nữa. Mở cái miệng ra, cô bị câm à? Cô lúc này không thể nhịn được nữa, Đôi mắt đẫm lệ nhìn anh đều oán hận, rồi há miệng cắn vào tay anh, đang bóp chặt miệng cô. Mặc tử lâm bị cô cắn thì liền giật tay lại, cặp mắt như mất đi sự điều khiển mà gằn lên. Chán sống rồi đúng không? Ngọc Giao nhìn chằm chằm vào mắt anh mà cô hét lên. Anh coi tôi là nô lệ, là con tin thì cần gì phải quan tâm tôi đã ngủ với ông ta chưa? Những lời nói cứ như ấm ức trong lòng bấy lâu nay đang giải phóng ra ngoài. Đôi lông mày anh nhướng lên. Còn dám quát trước mặt tôi xem ra không trừng phạt cô thì cô không sợ ngay lập tức anh cúi người xuống ôm lấy ngọc Dao vác cô lên vai Ngọc Dao không chịu cứ chống trả quyết liệt vùng vẫy đánh vào người mặc Tử Lâm máu do mảnh vỡ gây ra vẫn chưa khô nó bám đầy vào sau lưng áo anh thả tôi xuống anh mau thả tôi xuống tôi có ra sao liên quan gì đến anh mau bỏ xuống mặc cho cô ta có la hết đến khô cả học thì anh vẫn im lặng cũng không buông thả cô xuống bởi trong đầu anh lúc này chỉ toàn là giận dữ, cho dù đã giết lão mập nhưng anh vẫn chưa thấy thỏa mãn, nỗi bức bối nóng nảy trong lòng khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Mặc Tử Lâm ném Ngọc Dao vào trong xe một cách không thương tiếc, rồi khóa cửa lại, đi lên ghế trước cầm lái, liền đạp ga cho xe lao vút trên đường, làm cô không kịp phản ứng, đành phải cố bám giữ tăng bằng. Trong đầu anh bây giờ đang nghĩ đến câu nói lúc nãy của Ngọc Dao, tôi chỉ là một nô lệ thì cần gì phải quan tâm đến tôi? Càng nghĩ càng tức, anh yến răng đạp ga chạy hết tốc độ, lao như tên trên đường. Phải, cô ta là cái thá gì mà mình phải quan tâm? Ngọc Sao hoảng sợ đến tái xanh mặt, thầm nghĩ. Anh ta muốn chết sao? Đi được một lúc thì anh dừng lại, chiếc xe đậu ở một con đường hẻm. Mặc tử lâm mở cửa đi xuống rồi vòng tới mở cửa xe cho Ngọc Sao, cầm cổ tay lui mẹ cô ra bên ngoài. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Mặc tử lâm vẫn mang cái vẻ mặt lạnh như băng ấy mà không nói gì cả, cứ muốn kéo cô vào bên trong. Bước vào trong, Ngọc Giao trợn tròn mắt bởi sự sang trọng khác hẳn với bên ngoài. Độ rộng lớn và còn là một sòng bài làm cô càng ngạc nhiên hơn, to hệt như sòng bài lần đó ở chỗ anh. Anh đưa tôi tới đây để làm gì? Mặc Tử Lâm cười khẩy nhưng vẫn không trả lời, tiếp tục kéo cô vào bên trong. Đi đến một cánh cửa khác, anh lôi cô vào nếm ra đất mà ra lệnh với đám người làm xung quanh. Chói cô ta lên bàn, ném phi dao. Hai thanh niên to khỏe nhận được lệnh, liền kéo cô đi, oản oản ra sức dễ dụa. Màu bỏ tôi ra, mấy người định làm gì vậy? Còn chưa kịp định thần, câu nói tiếp theo của anh làm cô chết đứng. Mỗi người ở đây đều phải cầm lên một con dao, rồi phi lên tấm gỗ kia. Cự ly càng gần cô ta thì mức tiền thưởng sẽ càng lên cao. Nhưng có thưởng thì phải có phạt. Nếu ném trúng người cô ta thì tôi sẽ đâm lại y chang như vậy. Mọi người nghe xong ai cũng bất ngờ, ánh mắt cứ nhìn nhau lo sợ. Nhưng lòng tham con người thì không thể thoát khỏi sự cám dỗ của đồng tiền nhanh chóng có người tham gia, dù nhiều người. Mạc Tử Lâm ngồi xuống ghế, tiện tay ôm lấy một cô hầu gái bên cạnh trên ghế, nhuyễn cười nguy hiểm, ánh mắt thích thú như đang chuẩn bị được xem một trò hay. Ngọc Dao bị trói, hai tay giơ lên, hai chân dạng ra giữa bản xoay đứng phi dao, nước mắt ứa ra đầy sợ hãi. Đây là trò chơi đánh cửa cả mạng sống, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Giọng cô thế lên đầy chua xót. Tại sao chứ? Cầm điện thoại kết nối với mạng máy chủ, Phát tán đoạn video này lên để xem lão cáo giả đó nhìn thấy con gái mình như thế này sẽ có động tĩnh gì. Vâng, Mạc Tử Lâm sau khi ra lệnh cho người làm phát trực tiếp thì đã có hàng chục nghìn người xem và bình luận. Tưởng chừng họ đang thương xót cho cô, nhưng ngược lại là toàn những lời mắng chửi. Đúng là ngu, không biết cô ta làm gì mà đã khiến con trai ông trùng nổi giận như vậy. Chắc là lại muốn trèo lên giường chứ gì, con gái bây giờ đúng là dễ dãi những commenter liên tục hiện lên ai mà không biết mạc tử lâm động đến anh khác gì tự tìm đường chết còn chờ gì nữa muốn tôi mời nữa sao nghe mạc tử lâm nói không khí bỗng trở nên căng thẳng một tên trong đó thấy vậy bước ra là người đầu tiên cầm lên con dao rồi đi ra giữa ngắm nhìn ngọc dao run rẩy không dám nhìn mà nhắm chặt hai mắt giọt lệ cứ như vậy mà bị đẩy ra rơi xuống máu từ trên mặt ngọc dao chảy xuống một dòng theo đó là tiếng ổ lớn vang lên. Con dao cắm phập vào bàn xoay, ngay sát gỏ má. Nhưng theo quy định thì tên đó đã phạm luật, cho dù là sát đạt điểm tối đa, nhưng đã làm Ngọc Sao bị thương, kết quả là phạt. Sao lại như thế? Rõ ràng cậu nói là chúng người mới phạt cơ mà. Tên đó không can tâm mà gần giọng lên cãi, nhưng tử lâm chẳng mấy để tâm. Luật là luật, anh không nói gì mà chỉ cười nhách rồi phẩy tay ra hiệu cho người làm kéo tên đó ra. Không, Bỏ tao ra, bỏ tao ra. Tên đó cố gắng vùng vẫy mà hết lên. Những kẻ còn lại có chút rén Thấy vậy, Mạc Tử Lâm càng nâng mức tiền thưởng lên cao hơn. Cự ly gần, một tỷ. Cả đám bị tiền làm cho mở mắt. Cho dù không được một tỷ thì cũng có một chút. Nhưng đâu dễ ăn của anh. Đi đôi với tăng tiền là độ khó sẽ phải tăng lên. Xoay nhẹ cái bản đó đi. Anh lệnh giọng nói. Ngọc sao bị quay như trong chóng. Cho dù là vậy, thì đám người chơi cũng không sợ. Cầm con dao, từng người lên phi. Kẻ được tiền, kẻ bị lôi đi xử phạt. Trên bàn xoay cắm rất nhiều con dao, kèm theo đó là cơ thể của Ngọc Dao đang đầy dãy những vết thương. Chúng đang chảy máu. Anh nhìn cô thê thảm mà tặc lưỡi. Xem ra, cha của cô đã thật sự vứt bỏ cô rồi. Ngọc sao lúc này như một kẻ mất hồn, ánh mắt vô cảm cứ nhìn xuống mặt đất, bị những vết thương đau hành hạ. Này lại bị anh dồn dập tràn ngập tổn thương đến đau lòng. Anh cứu tôi làm gì? Suốt cuộc, còn muốn thế nào nữa đây? Nước mắt lại rơi xuống, từng giọt lệ rơi vào khóe miệng ngậm đến mặn chát. Chỉ cầu mong có một con dao đâm đến thẳng tim mà kết thúc sinh mệnh nhỏ bé này. Sau khi tất cả đều kết thúc, đám người lấy thưởng rồi rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn anh, đám người làm và cô gái đáng thương thê thảm. Trực tiếp vận phát, nhưng cũng không có gì bất thường. Tắt đi, xem ra không thu thập được gì. Thả cô ta xuống đi. Vâng, nghe theo lệnh vừa mới tháo dây thẳng ngọc dao ra, cơ thể cô mềm nhũn tới mức không còn sức lực nữa mà ngã nằm ra đất. Mặc tử lâm nhíu mày. Bỏ qua đây. Cô nghe thấy, nhưng cũng không muốn hạ thấp bản thân, cố dùng hết sức lực mà chống đỡ người đứng lên, hơi thở nặng nhọc, yếu dần đi. Tôi nhất định sẽ giết chết anh. Sự căm thủ trong lòng lại bắt đầu trỗi dậy. Cô lết từ bước đầy khó khăn, vô tình nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn phía trước, thì một ý nghĩ đầy mạo hiểm hiện lên trong đầu cô tôi sẽ giết anh nhưng có vẻ ngọc sao không thể qua nổi mắt mạc tử lâm lớn lên ở một môi trường thế này anh đã gặp qua biết bao nhiêu thể loại người một chút sát khí từ ánh mắt của cô làm sao có thể che giấu nổi ngược lại mạc tử lâm còn hơi cong miệng nhìn cô mà nghĩ trong lòng để tôi xem cô sẽ làm gì phải mất vài phút cô mới bước tới được chỗ anh thì cũng là lúc cô đã dùng hết sức lực mà ngã xuống cũng may bám được vào bàn ông trời như đang thương xót cho cô cô ngã đúng chỗ gần con dao gọt hoa quả. Không suy nghĩ nhiều, ánh mắt liền đổi hướng, bất ngờ cầm vào con dao, lao về phía anh. Nữ hầu bên cạnh bị làm cho hoảng loạn, nhưng Mạc Tử Lâm vẫn tỏ ra bình thản, còn cười thách thức ngọc dao. Anh đi chết đi. Giọng nói hết lên, cùng với đó là sự tức giận, lao người đâm tới như muốn sống chết với Mạc Tử Lâm. Anh đẩy cô gái kia ra, trực tiếp dùng lọc bàn tay lên đỡ. Con dao xuyên qua lòng bàn tay, máu bắt đầu chảy túa ra, Ngọc Dao giật mình kinh hoàng thu tay lại. Toàn thân cũng vì mất sức mà ngã nằm xuống đất ngay dưới chân anh. Đôi mắt đỏ lên, sống mũi cay cay mà oán trách. Tại sao lại không làm được những vết thương nặng nhẹ trên khắp cơ thể Ngọc Dao, Nó đang dỉ máu ra khắp nơi. Nặng nhất vẫn là vết thương ở ngay hông. Lúc đó bị một tên gà mờ phi dao nếm vào. Tuy không sâu nhưng cũng quá sức chịu đựng với một cô gái yếu đuối như vậy. Mặc tử lâm thấy vậy thì rút con dao ra, đám người lo lắng muốn đi lại giúp anh thì bị anh từ chối. Không cần, đem hộp cứu thương và ít thuốc cầm máu tới đây. Cũng không ai dám cãi lại mà nghe theo. Mặc tử lâm nhìn xuống cô, nhắc lên cười giọng nói đầy mỉa mai. Đã không làm được thì đừng tỏ vẻ. Ông Ngọc Giao chết người không phải ai cũng làm được. Người như cô cho dù sát hại cả gia đình cũng không thể trả thủ nổi đâu. Sự bất lực đến tột cùng, Ngọc Giao đương nhiên biết giới hạn của bản thân mình xét người là một tội lớn có xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch tội nước mắt chảy qua sống mũi tới bên kia rồi nhỏ xuống mặt đất ý thức dần dần mờ đi chỉ còn nghe thấy câu của anh nói trong mơ hồ cô chỉ là một nô lệ đã bị vứt bỏ một cách không thương tiếc rồi ngất đi nước mắt còn lại bị đẩy ra ngoài giá như có thể không bao giờ tỉnh lại và chết luôn thì tốt biết bao giá như ba không phải sát thủ giá như có thể giết anh nhưng mà trong cô hình như đang hình thành nên một cảm giác gì đó rất lạ. Tại sao lại như vậy? Một lúc sau, một nam hầu cũng đem thuốc đến. Anh lạnh giọng nói: tất cả ra ngoài hết đi. Lần lượt từng người đi ra, rồi đóng cửa lại. Trong phòng giờ chỉ còn anh và cô. Mặc Tử Lâm vẫn bình thản, tự cầm máu rồi tự băng bó cho vết thương ở chính bàn tay do ngọc dao gây ra, rất thành thạo, cứ như anh đã làm nhiều lần rồi. Sau khi làm xong, Mạc Tử Lâm lại đưa mắt xuống Ngọc dao. Anh khom người, bế Ngọc dao nằm lên ghế. Nhẹ nhàng do sở vào những vết thương, đôi lông mày nhíu lại. Sao nhìn thấy cô ta như thế này, trái tim mình lại khó chịu như vậy? Có phải bị bệnh tim không? Mạc Tử Lâm chợt khẽ bật cười. Mình đúng là điên thật rồi. Anh không ngần ngại mà cười bỏ hết áo cô ra. Những vết thương chi chít, nhìn thật thảm hại. Đôi mắt tả răm, dán chặt vào ngực của cô, Máu mũi không biết sao cũng tự chảy xuống Tự mình chấn an bản thân Chết tiệt Đây đâu phải lần đầu nhìn thấy của cô ta Cũng bình thường thôi Vội lau máu mũi rồi bắt đầu cầm máu Thay thuốc cho cô Gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại đầy đau đớn Anh dùng ngón tay khẽ sờ vào má Giống như đang an ủi Từng vết thương được anh tỉ mỉ chăm sóc Từ nhẹ cho tới nặng Băng lại rất cẩn thận Chiếc váy đang mặc cũng bị anh vén lên Để tiện cho việc xử lý vết thương không ngờ lại lâu như vậy, rồi nhí xuống hai tay ngọc dao, bàn tay máu đã khô lại từ bao giờ. Mặc tử lâm nhíu mày đầy khó chịu, lầm bẩm chửi, phiền phức. Chửi vậy thôi, nhưng tay vẫn làm, một lúc sau cũng xong, anh thả lỏng người dựa lưng vào ghế thở ra một hơi dài, rồi ngẫm nghĩ. Nếu ông ta đã không cần con gái mình, vậy thì chuyển hướng qua vợ của cáo giả đấy, để tôi xem trốn được đến khi nào. Con gái ông, từ giờ sẽ do tôi quản. Anh cho một điếu thuốc lên hút, phả ra một hơi, sổ liếp mắt nhìn cô, khóe miệng kệ cong lên một nụ cười nham hiểm. Lấy cái áo mỏng đắp lên nửa phần trên, che đi vòng ngực đầy đạn kia, còn tiện miệng cắn vào đó một cái. Xem ra, ngoài những vết thương ra thì dấu răng của anh cũng nhiều không kém. Đôi mắt ngọc dao hế mở, theo đó là một dòng lệ chảy ra. Những việc anh làm thật khó hiểu, tôi ghét. Tiểu thư, xin hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ bị ép thôi. Một người đàn ông bị đánh cho bầm dập, máu mê khắp mặt liên tục van xin. Bên cạnh đó cũng có đến hai người nằm trong vụ máu. Thảo Nhi ngồi trên ghế vắt chéo chân, tay chống cảm nhìn người đàn ông đang cận kề mà nhếch mép cười khinh. Tôi cho các ngươi không ít tiền, vậy mà bị anh ta dọa chút xíu đã khai. Tên đàn ông nghe thấy vậy thì vội vã thanh minh. Mặc tử lâm, hắn là một kẻ điên, chỉ vì muốn biết thông tin về Ngọc Giao mà thẳng tay giết người của mình. Lúc đó hắn trông rất đáng sợ, tôi cũng chỉ vì cái mạng nhỏ này mà nói ra xin tiểu thư hãy tha cho tôi người nói hắn đáng sợ vậy tiểu thư đây không đáng sợ sao rồi trừng mắt lên như lưỡi dao sắc bén tên đàn ông quỳ dưới đất run rẩy lắp bắp tiểu thư làm ơn tha cho tôi đi thảo nhi cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian ả lướt mắt rồi không thèm nhìn lạnh giọng nói nể tình ngươi không khai ra ta cho nên sẽ để ngươi chết một cách thoải mái nhất rồi phải tay ra hiệu tên đàn ông biết mình không thể sống thì tức giận đứng lên lao về phía Thảo Nhi, tao liều mạng với mày. Thảo Nhi vẫn bình tĩnh, cứ như biết trước kết cục của tên đàn này mà mỉm cười. Tiếng súng vang lên, máu chảy thành dòng, ngã xuống đất. Thảo Nhi đứng dậy lạnh giọng, đem xử lý đi, tránh kinh động đến bọn cảnh sát, đặc biệt là lũ fbi. Vâng. Sau khi tất cả rời đi, Thảo Nhi lại bắt đầu toan tính, ủ âm mưu trong đầu, tự độc thoại với chính bản thân. Xem ra cô ta cực kỳ quan trọng. Nếu đã vậy, mình phải tấn công tử lâm càng sớm càng tốt. Lúc này, trong phòng tử lâm, Ngọc Giao hôn mê hết một ngày. Cuối cùng, cũng tỉnh trong tình trạng yếu ớt, thì vô tình nghe được đám người đâm bản tán xì xào ngoài cửa. Bà biết gì chưa? Thảo Nhi lần này sẽ ở lại đây một tháng đấy. Cái gì? Bà nghe ai nói? Người yêu tôi đi theo cậu chủ mà, sao không biết cho được? Nghe bảo cô ta là một đứa con gái chịu chơi, qua đường với biết bao trai đẹp, nhưng không quá nổ một tháng. Bây giờ tới đây ở Có lẽ là muốn lên giường với cậu chủ của chúng ta rồi Gì chứ Cậu chủ nhìn vậy thôi cho tôi thấy cậu đối với cô gái tên Ngọc Giao kia rất tốt Không lẽ Thôi thôi đừng nói nữa Làm việc thôi mắc công lại bị chửi Ngọc Giao nghe xong thì chợt cười mỉa mai Tốt sao Lại đưa mắt nhìn vào những vết thương trên người Đây là những vết thương mà các người gọi là tốt đây à Cô đột nhiên cảm thấy khát nước Muốn bước xuống thì một âm thanh quen thuộc phát ra từ cổ chân. Cô đưa mắt nhìn xuống, thấy chiếc lắc chân đã được đeo vào từ khi nào. Ngọc sao nhớ mày tức giận, muốn đưa tay giật đứt, dập một cách điên cuồng. Nhưng nó cứ như một con gì vậy, bám chặt, không xin nhê chút nào. Bị thương cũng chỉ là cổ chân cô thôi. Cô uất nhẹ mà than trách. đổ khốn, anh là một tên khốn nạn. Chửi đủ chưa? Giọng nói bất ngờ vang lên. Ngọc sao ngừng đầu trước mặt cô thấy mặc tử lâm khắp người ướt sũng đang nửa phần trên cười trần phần dưới cuốn khăn cô lập tức quay đi ấy vậy mà anh ở trong phòng mà cô lại không nhận ra chửi tôi hăng lắm cơ mà sau giờ không tiếp tục chửi nữa ngọc sao không buồn nói chuyện với anh im lặng quay đi mặc tử lâm đi tới trước mặt cô cúi xuống ghế miệng vào tai mà nói nhỏ cô có nốt ruồi son ở hạt đậu à nghe xong mặt ngọc sao đỏ lên để tức giận theo phản xạ vung tay muốn đánh vào mặt anh cùng với câu chửi biến thái anh kịp thời chặn lại rồi nhuyễn cười chế giễu cô định dùng bàn tay cuốn băng này mà tát tôi ư định gãy ngứa đi à cô giận dữ nghiến răng giật tay ra khỏi bàn tay nhuốm đầy máu dơ bẩn kia buông bàn tay dơ bẩn của anh ra mặc tử lâm cau mày cô nói ai dơ bẩn ở đây còn ai ngoài tôi và anh ông ngọc giao cô nên biết rõ thân phận của mình không phải thích nói gì thì nói Mạng của cô nằm trong tay tôi Tôi muốn cô chết thì cô không được phép sống Muốn cô đi hướng đông Thì tuyệt đối không được phép đi hướng tây Mặc tử lâm Tôi muốn hỏi anh một câu Nếu như anh trả lời được tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời Anh muốn làm gì tôi cũng được Mặc tử lâm nhíu mày có chút khó hiểu Nhưng rồi cũng đồng ý Muốn coi xem cô định dở thủ đoạn gì Được Cô hỏi đi Nếu như ba tôi đã không cần tôi nữa Tôi đối với anh cũng chỉ là đồ bỏ đi Vậy tại sao còn giữ tôi lại Sao không giết chết tôi để trả thù cho cha mình Cô hỏi hay quá nhở Hóa ra là vấn đề này Mặc tử lâm cũng không mấy khó trả lời Bởi những câu hỏi này Anh cũng đã tự hỏi chính bản thân mình Nhìn cô nhoảnh cười giấu xa Đơn giản Vì tôi thích cô Câu trả lời đùa cợt Quả nhiên làm Ngọc Sao không thể chấp nhận Lớn tiếng quát Đề tiện tôi sẽ đi báo cảnh sát anh cưỡng hiếp trẻ chưa thành niên. Nghe tới đây, mặc Tử Lâm giật bắn, trong lòng hơi run thật. Thật không ngờ cô lại lô chuyện này ra đều hù dọa. Ông Ngọc Giao, cô được lắm. Nếu đã nói như vậy, đằng nào cũng vào tù, tôi cũng phải chơi cô đến khi chán thì thôi. Bị cô chọc trúng tim đen, anh điên cuồng nổi dục vọng, muốn đoạt lấy cơ thể cô ngay bây giờ. Mặc kệ 18 hay chưa, lần này nhất định phải giải phóng hết. Anh muốn làm gì? Tử Lâm cưỡng ép giữ chặt tay Ngọc Giao rồi hôn lên môi cô. Ngọc Giao bị anh hôn đến nghẹt thở, cô tức giận cắn vào môi anh kéo ra. Tiếng hét đau đớn vang lên cùng với sự giận dữ. Buông ngay ra, âm Ngọc Giao. Tôi không buông, anh làm gì được tôi? Ánh mắt cô như nói lên tất cả. Mặc Tử Lâm nhận ra điều đó, anh đâu phải người dễ chọc. Bất chấp cơn đau mà tấn công càng hôn sâu hơn, hôn tới mức khiến cô nghẹt thở, khó chịu mà phải buông ra. Nhưng anh thì không, anh muốn trừng phạt cô, gặm nhấm đôi môi nhỏ rồi cắn trả lại. Ngọc Giao đau đớn thét lên. Tử Lâm đưa tay lên, quyển vết máu trên khóe miệng, cười khẩy. Có qua có lại. Ngọc Giao, tôi không thể chờ nổi đến sinh nhật đủ 18 tuổi của cô nữa. Ánh mắt hẳn lên những tiêu nguy hiểm. Anh, tôi cấm anh, tôi chưa thành điên. Nhưng phía dưới phát triển đầy đủ là được rồi. Khuôn mặt cười lên pha chút xanh ma. Không, tôi chưa sẵn sàng. Mặc tử lâm dụ dỗ ngọc sao Ngọc Giao đỏ bừng mặt, lắc đầu từ chối muốn chạy khỏi anh, nhưng bị anh ghi chặt trên giường không tài nào thoát được. Anh thả tôi ra đi. Tôi... tôi đói rồi. Đói rồi? Vậy thì ăn chuối không? Đồ vô sỉ, biến thái. Tử Lâm đưa lưỡi ra, liếm lấy vành tay Ngọc Giao, làm cô chợt giật thót, dùng mình một cái. Một cảm giác như bị rút đi linh hồn mơ màng đến khó tả. Anh trầm giọng khẽ nói vào tai cô. Làm nhé, thanh âm của tiếng gõ cửa vang lên, làm tan không khí lãng mạn, đang chuẩn bị ân ái. Giọng nói ấy vang lên. Ông chủ, tiểu thư Thảo Nhi muốn gặp, nói là có chuyện quan trọng cần bàn. Anh nhíu mày, gằn giọng nói ra. Kêu cô ta đợi. Nhưng tiểu thư ấy muốn gặp ông chủ ngay lập tức. Mặc tử lâm bị làm phiền, tức giận mà quát lên. Tôi bảo cô ta đợi, người bị điếc à? Giọng ngoài kia run rẩy có vẻ như đang sợ hãi. Tiểu, tiểu thư đó nói có liên quan đến sát thủ đã giết ba của ông chủ. Nghe tới đây, tử lâm lập tức trèo xuống khỏi người ngọc sao, nhanh chóng mặc đồ rồi đi ra ngoài, không còn đếm xỉa gì tới cô nữa. Là ba sao? Ngọc sao trong lòng cũng rất muốn biết về tin tức của cha mình. Cô nhanh chóng bước xuống giường, tiếng chuông dưới cổ chân cứ kêu lên mỗi khi cô di chuyển, thật là khó chịu. Nhưng vừa ra khỏi cửa là bị hai người chặn lại. Ông chủ có lệnh, không cho phép cô ra ngoài, mong cô quay trở lại phòng. Dù có chút bực bội vì bị anh giam lại, nhưng cũng chẳng thể làm được gì, đành phải quay lại trong phòng, ngồi chờ anh để hỏi thôi. Mặc Tử Lâm vẫn mang vẻ mặt đáng sợ, lạnh lùng ấy nhìn mọi người, rồi đi tới một căn phòng rộng lớn. Thảo Nhi đã đứng đợi sẵn. Cô biết ông ta đang ở đâu sao? Thấy anh đến mà chưa gì đã hỏi về ông ta, thì cũng hơi thất vọng. À, cố tình mặc bộ bộ đồ đỏ, bó sát để lộ vòng eo chuẩn cơ thể quyến rũ, giọng nói ngọt ngào, khiến ai cũng phải say đắm cất lên. Tử Lâm, ngồi đi, từ từ em sẽ kể cho anh nghe. Anh không nói gì cả, cũng đi lại ghế ngồi xuống, lạnh giọng. Nói đi. Thảo Nhi không vội vã, á à ông eo phô ra những đường cong, thân hình sexy, mê hoặc chấp mặt anh. Nhưng không ngờ rằng anh không hề hứng thú với ả một chút nào. Anh cau mày, gương mặt xám xịt đanh giọng. Nói mau, thảo nhi lại không chút hoảng sợ ngược lại còn đi tới vòng qua sau gái anh chửa người trên ghế giọng nói ngọt mật như rót vào tai sao phải vội như vậy chúng ta dù gì cũng biết qua nhau rồi khiếm khi em qua đây hay là chúng ta uống vài ly được không rồi em sẽ nói cho anh biết mọi tin tức về ông ta mà em biết tử lâm có chút do dự nhưng rồi cũng đồng ý được thảo nhi vui như mở cờ trong bụng vẫn cái dáng đi yểu điệu mà tới ngồi cạnh anh một chai rượu vang đã được chuẩn bị sẵn từ trước Thảo Nhi rót cho anh Rồi tự rót cho mình Cạn ly Tiếng ly cụm vào với nhau Thảo Nhi hế nhìn anh uống Khóe miệng ả không giữ được bình tĩnh Là khẽ nhếch cười cứ như đạt được mục đích Lúc này Thảo Nhi mới bắt đầu vào vấn đề chính Giọng nói điệu muốn chảy nước Dẹo hết như mấy đứa giả tạo Em vô tình biết được từ một người Đã từng làm việc cho ông ta Ông ta không ở cố định một chỗ Di chuyển toàn những nơi khác nhau để tránh kẻ thù tìm đến đây là những địa chỉ mà ông ta đã từng ở vừa nói thảo nhi vừa đưa ra một tờ giấy bên trong là toàn bộ địa chỉ khác nhau anh nhớ mày cầm lên nhìn chăm chăm vào nó cười lạnh lão cáo giả đó đúng là rất thông minh nơi này thuộc một băng khác cai quản nếu như đem người của ta qua đó tìm thì khác gì đem người đến gây chiến vậy chúng ta phải làm sao hay em nhờ ba của em giúp anh nhé không cần chuyện ân oán của gia đình tự tôi có thể giải quyết được cảm ơn vì những thông tin này. Anh cầm tờ giấy định rời đi, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Trong lòng cứ như có một ngọn lửa đang đốt ruột gan anh, toàn thân như mất sức, chăn nóng bừng đổ đầy mồ hôi, gương mặt cũng đỏ ửng. Tầm nhìn dần mở đi, nhưng anh vẫn cố giữ cho bản thân được tỉnh táo. Thảo Nhi thấy vậy thì liền tỏ ra lo lắng đầy giả tạo. Tử Lâm, anh bị làm sao vậy? Anh không trả lời mà liếc mắt nhìn Thảo Nhi, nghi ngờ trong lòng. Là cô ta đã bỏ thứ gì trong rượu nhưng cô ta cũng uống vậy tại sao lại không bị thảo nhi nhân cơ hội cố tình kéo váy cao lên khoe cơ thể trước mặt anh để dụ dỗ tiến sát lại gần giọng nói dịu dàng cứ như một bản nhạc du dương tử lâm anh khó chịu chỗ nào sao vừa nói ả à, vừa đưa tay sở dọn người mặc tử lâm sổ đi xuống định cởi thắt lưng của anh nhưng bị anh chặn lại trừng mắt cô muốn làm gì thảo nhi cũng không thể che giấu nữa mà nói ra đương nhiên là muốn chơi trò nhún nhảy với anh rồi Mặc Tử Lâm trưởng mắt quát lớn Cút Thảo Nhi không hề sợ hãi Che mẹ cười lên Tử Lâm Anh là đang tự dối lòng mình đấy sao Em biết Anh là người thế nào mà Em không bắt anh chịu trách nhiệm Vừa nói À vừa đi tới Dùng những lời nói ngon ngọt Như mật ngọt dụ ong Để dụ dỗ anh Tử Lâm cố giữ tỉnh táo Bỏ ngoài tai mọi lời nói của Thảo Nhi Càng né tránh Thì à càng lấn tới Không cho anh rời đi Tử Lâm Em không xinh đẹp sao Nhìn này, sao mặt anh lại đỏ lên như vậy? Giọng nói càng nhỏ nhẹ, càng ngọt ngào như đang muốn kéo anh vào cơm mê ly. Anh sắp trụ không nổi nữa, sức lực bây giờ không có, chỉ muốn giải phóng khỏi cơ thể. Bị Thảo Nhi hết lần ve vãn, dùng đùi cọ vào chân, những cử chỉ thành thục như những đứa con gái ham mê tình dục. Dần dần, ánh mắt anh nhìn Thảo Nhi nhưng lại nhìn ra dáng của Ngọc Giao. Trong cơn cuồng mê, anh nhìn ra khuôn mặt của Ngọc Giao. Đột nhiên, không còn kháng cự nữa, cơ thể thả lỏng, cứ dần xa vào sự quyến rũ của Thảo Nhi. Ngọc Giao, tiếng nói trong đầu vang lên, giọng nói khẽ mê hoặc của Thảo Nhi. Tử Lâm, em muốn xem của anh. Nhưng trong đầu mặc Tử Lâm lại suy tính, Ngọc Giao sẽ không bao giờ chủ động như thế này. Đôi môi chạm vào môi anh, Thảo Nhi đưa tay xuống phía dưới chạm vào, làm anh giật mình, vội dùng hết sức đẩy ả ra, cắm mua đến bật máu để giữ lại chút ý thức. Anh nhíu mày tức giận, cố gắng nói. Trình Thảo Nhi, cô nghe cho rõ đây nếu không phải vì có ba cô chống lưng tôi đã bóc chết cô rồi thảo nhi nghe xong thì bật cười khanh khách tử lâm có ba em hay không có cũng vậy thôi chỉ cần em muốn thì nhất định phải có ả à, lại xả vào lòng tử lâm lần này anh không nể nang gì nữa giơ tay ráng thẳng một cái bạt tai vào mặt thảo nhi khiến ả nghiêng mặt ngã ra khỏi ghế y nguyên năm ngón tay sưng lên xách cả khóe miệng nhân cơ hội tử lâm không quan tâm mà chạy thẳng ra ngoài Thảo Nhi bất động một lúc, vẫn không dám tin Tử Lâm lại ra tay với mình. Bàn tay run rẩy đưa lên khẽ sở đau nhức, ánh mắt long lên sòng sọc đầy giận dữ, đay nghiến mẻ hết lên. Mặc Tử Lâm, anh dám tát tôi. Siết chặt tay thỉnh nắm đấm, một kế hoạch muốn báo thủ lại hiện lên trong đầu. Tôi sẽ khiến anh phải quỳ gối dưới chân tôi mà xin tha thứ. Mặc Tử Lâm, Mặc Tử Lâm thở hổn hển, cơ thể nóng như một ngọn lửa đang cháy, bước đi đầy khó khăn, bám vị vào tường. Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng của Ngọc Giao Mẹ khẽ lầm bẩm Ngọc Giao rồi lại dáng nhất chân di chuyển Lúc này Ngọc Giao ngồi trong phòng Lòng cứ nôn nao, hồi hộp Sắp muốn biết anh đã nghe được gì về thông tin của ba mình Đi qua đi lại đến chóng mặt Ông chủ Tiếng nói của hai người canh cửa phát ra Ngọc Giao nghe thấy hết Anh đã quay lại thì vội chạy tới trước cửa Cánh cửa vừa mới mở cơ thể tử lâm lập tức đổ nhào về phía ngọc dao cô hoảng loạn vội đỡ lấy anh anh bị làm sao vậy giúp giúp tôi tử lâm thì thào vào tay ngọc dao làm cô đỏ ửng mặt lên giúp giúp gì chứ tử lâm phẩy tay ra hiệu cho hai người đứng bên ngoài đóng cửa lại cánh cửa vừa đóng lại tử lâm không thể nhịn được nữa mà đưa tay luồn vào bên trong áo của cô bàn tay ấm áp chạm vào da thịt khiến cô giật thót như muốn từ chối anh định làm gì? Mau buông tôi ra. Ngoan, nửa tiếng thôi. Nửa, nửa gì chứ? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nói cô ngoan ngoãn nghe lời, nằm im nửa tiếng trên giường thôi. Tại sao chứ? Tôi không thích anh, anh bỏ tôi ra. Ngọc Giao kháng cự, cố để cơ thể nặng kia ra khỏi người. Nhưng sức lực của một cô gái thì làm sao có thể làm lại với một thanh niên đã gần 30 tuổi. mặc Tử Lâm không giận, một tay vòng qua ôm lấy eo cô, như đang đỡ lấy cơ thể Một tay thì luồn lách vào bên trong như đang thám hiểm Giọng nói thì thầm và rụng ngọt Ngoan một chút tôi sẽ không làm cô đau Cũng sẽ không như lần trước Lần này sẽ dịu dàng với cô Không, không được Vậy cô muốn tôi thế nào đây Không giúp tôi giải quyết Ngọc Giao Cẳng kiên quyết phản kháng Anh tìm người khác đi Tôi không thể giúp anh Làm ơn buông tôi ra đi Ngọc Giao Cô đúng là con mèo hoang khó bảo Tử Lâm hơi khó chịu, gắt gỏng cấu chặt vào eo cô như muốn xé toạc ra. Nhưng anh lại thôi, bỗng không muốn dùng bạo lực mà sử dụng cách của Thảo Nhi để dụ dỗ cô. Có lẽ con gái sẽ thích dịu dàng hơn. Tử Lâm lại bắt đầu dở cái giọng hay trêu hoa ghẹo nguyệt, buông những lời ngọt ngào còn hơn cái một miếng bánh đầy đường bên trong, vừa nhỏ nhẹ lại vừa thao túng tâm lý. Tôi sai rồi. Ngọc Giao có chút ngơ ngác. Anh lại nói tiếp. Tôi không nên cưỡng bức cô là tôi sai, nhưng cô giống như một loài hoa vô cùng xinh đẹp, đã là lại lại còn tỏa ra một hương thơm vô cùng dễ chịu, nó khiến tôi không thể tự chủ bản thân mà lao đến hút mật. Ngọc sao, nếu như lần này cô nguyện ý theo tôi, thì từ giờ tôi sẽ không động vào cô nữa nếu cô không muốn. Tôi không cần, tôi chỉ muốn anh thả mẹ của tôi ra. Tử Lâm nghe tới đây thì dừng lại, trong đầu nhảy số nhanh chóng, lại nghĩ ra một âm mưu để giam cầm cô lại, có thể khiến cô ngoan ngoãn hơn một chút tôi thả cũng được, nhưng với ba điều kiện. Anh nói đi, là gì tôi cũng sẽ chấp nhận. Thứ nhất, phải tự nguyện với tôi. Thứ hai, không được bỏ trốn, phải ở cạnh tôi đến khi tôi chán mới thôi. Thứ ba, tuyệt đối không được tiếp xúc thân mật với đàn ông khác. Tôi, tôi làm được, nhưng cái đầu tiên vẫn nên để tôi đủ 18 tuổi thì hơn. Sao cô cứ phải quan trọng cái này? Chỉ là hai tháng nữa thôi. Bây giờ cô giúp tôi, sau khi xong tôi sẽ thả mẹ cô đi. Ngọc Giao gật đầu, đôi mắt rũ xuống khẽ lên tiếng. Được. Được Ngọc Giao đồng ý, Mặc Tử Lâm nhanh chóng không người bỗng cô lên, tiến về phía chiếc giường kia rồi đặt cô nằm xuống một cách nhẹ nhàng. Một ánh mắt say đắm cùng với nụ hôn dịu dàng ấm áp từ đôi môi anh chuyển đến. Ngọc Giao có chút căng thẳng, miệng cứ cứng đờ không chịu mở. Anh có chút khó chịu, mở mắt nhìn cô mà dụ dỗ Ngoan, mở miệng ra. Ngọc Giao nghe lời khẽ mở thì ngay lập tức anh như một con sói đói, tấn công luồn lách mọi nơi trong khoang miệng cô. Bàn tay hư hỏng từ khi nào đã giúp cô cởi bỏ mọi chướng ngại trên người. Anh nhộp người, cởi áo, để lộ cơ thể rắn chắc tám múi. Cô ngượng ngùng khúm núm. Thấy cô đỏ mặt, anh lại trêu ghẹo. Sao lại đỏ mặt rồi? Có muốn sờ không? Không. Mặc tử lâm không nghe. Chở cô giật mình, vội rút tay lại, đỏ mặt như trái cà chua. Sao vậy? Không thích à? Mặc tử lâm, anh nhanh lên đi, đừng chọc tôi nữa. Được, anh khẽ cười đáp lại. Anh cười hết đồ, hai cơ thể không một mảnh vải che thân, đang ân ái trên giường. Tiếng chuông nhỏ lại khẽ rung kêu khi cô muốn nhón chân lên. Hơi thở hồn hển của cả hai hòa vào nhau, cùng làm tăng nhiệt độ cơ thể. Biểu cảm hưng phấn trên gương mặt cô khiến anh như bị cuốn vào trong cơn mê, chìm đắm. Chết tiệt, rồi vẫn thói quen cũ, há miệng, cắn vào ngực ngọc dao. Trong giây lát, anh không kiềm chế được, lập tức lấy ra, khẽ chạm vào. Ngọc Dao sợ hãi, tuy đây không phải lần đầu, nhưng vẫn còn chút hoảng loạn căng thẳng. Thả lỏng ra, đừng sợ. Khóe mắt cô chảy ra giọt lệ, hai tay siết chặt ga giường đến mức nhăn nhúm. Anh tiếp tục hôn lên cổ cô, giúp cô có thể tìm được sự khoái cảm. Anh bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, cô liềm phản ứng, vòng eo hơi cong lên, hai chân cũng co theo run rẩy. Sẽ ổn thôi, thả lỏng chút đi. Tiếng thở dồn dập của người đàn ông vang lên trong khắp căn phòng, giọng của người con gái ngọt ngào đầy mê hoặc. Nhìn cô bây giờ thật xinh đẹp, như một con vĩ hồ hóa thành đang quyến rũ anh. Anh nhẹ thôi, tôi sắp không chịu được rồi. Ngoan, dám một chút nữa thôi, tôi không để cô thiệt đâu. Anh ôm chặt lấy người cô, dường như không thể dừng lại. Sự cuồng bạo ngày càng tăng, tiếng chuông dưới cổ chân không ngừng vang lên mạnh mẽ. Đôi chân thon dài, run rẩy trên ga giường, từng giọt mồ hôi khẽ lăn trên người anh càng lúc càng thúc mạnh mẽ pha lẫn sự thỏa mãn trên gương mặt cuối cùng anh cũng đã giải phóng toàn bộ những gì cần thiết vào bên trong ngọc sao cơ thể cô gái nhỏ mềm nhũn toàn những vết ân ái bị anh vất kiệt sức mà ngất lịm anh ôm cô thở hổn hển rồi mới chịu buông cô ra giọng nói của anh cất lên giống như của một kẻ có chiếm hữu cao thật muốn giam cô lại mãi mãi ngay ngày hôm đó anh đã giữ lời hứa thả cho mẹ cô đi nhưng điều mà cô không ngờ tới Là anh vẫn cho người theo dõi mẹ cô 24 trên 24 Thảo Nhi biết kế hoạch thất bại ả à ta vẫn mặt dày ở lại Tìm cơ hội mà triệt để Ngọc Giao Từ đó trở đi Mạc Tử Lâm cũng bắt đầu quan tâm Ngọc Giao nhiều hơn Dường như anh sắp quên mất rằng Cô chính là con gái của kẻ thù Mà đã đem lòng yêu cô từ khi nào Hôm đó Ngọc Giao đang ở dưới bếp Thì Mạc Tử Lâm đi vào Ôm lấy eo cô từ phía sau Làm gì đấy Tôi làm đồ ăn Sao không nói với người làm Tôi ăn không quen Thích xuống bếp như vậy Thì cô đảm nhiệm vị trí đầu bếp này đi Dù gì tôi cũng không muốn nuôi một kẻ không có tác dụng như cô Anh nói thật sao Chỉ cần không bỏ độc vào thức ăn thôi Tôi sẽ không làm thế đâu Đồ ăn là một thứ thiêng liêng Tôi không thể làm ô uế nó bằng thuốc độc đâu Vậy thì làm cơm chiên cho tôi đi Tôi đói rồi Anh ra kia ngồi đợi Tôi sẽ làm cho anh Được Ông chủ một tên đàn em đột nhiên xông vào, hớt hải gọi anh. Anh nhíu mày liếc mắt nhìn. Tên kia thấy vậy biết điều liền nói nhanh. Ông chủ mau xem ra đi, chúng ta gặp phải cao thủ rồi. Nếu ông chủ không ra thì sòng bài của chúng ta bị tên đó ăn sạch mất. Đôi lông mày của anh càng cau có lên. Là kẻ nào dám ngông cuồng ở địa bàn ta? Ông chủ cứ ra mà xem, mọi người sắp không trụ nổi nữa rồi. Đưa tao ra đấy. Anh vừa đứng lên, định rời đi theo tên đàn em, nhưng trượt khựng lại liếc nhìn qua cô tiểu giao em qua đây nghe thấy anh gọi tiểu giao thì có chút giật mình quay lại khó hiểu ấp úng anh gọi tôi làm gì đi theo tôi tới sòng bài tôi muốn em học vài thứ nhưng tôi đang nấu lát nấu tiếp mau qua đây ngọc giao khẽ gật đầu quay lại tắt bếp rồi bước về phía anh cô rất nghe lời ngoan tới mức càng làm anh mê mẩn cô một cách lạ thường khóe miệng khẽ cười thầm nghĩ Mèo hoang nay đã thành mèo ngoan rồi Anh cầm lấy cổ tay cô Dẫn cô bước theo sau Đi ngang qua phòng Thảo Nhi Ả à ta nhìn thấy thì đai nghiến Ánh mắt đầy sát khí Như muốn lao đến xé xác cô ngay lập tức Âm ngọc dao Còn tiện nhân âm hồn bất tán Đi vào sòng bài Đây là lần thứ hai cô đặt chân tới nơi đây Vẫn y nguyên như cũ Không có gì thay đổi Vẫn sang trọng và đông nghẹt người Nhưng tụ tập nhiều nhất Vẫn là cái bàn ở giữa kia Tai Tài, tài Tiếng mọi người hô to Người bồi bàn mở ra, quản nhiên là tài Mọi người đứng xem thì ồ lên đầy thán phục Người thanh niên tầm 2-3 tuổi kia Vẻ mặt đắc ý khinh thường Chỉ có mấy cái bánh khóe giỏm này Mà muốn mở xong bài lớn sao Người bồi bàn lo lắng Vẻ mặt căng thẳng không biết phải làm sao Thì ngay lúc này Mặc tử lâm lên tiếng đầy thách thức Dám mở xong bài lớn Thì bánh khóe sẽ không còn Có dám chơi với tôi không những người làm thế anh thì vui mừng Cuối cùng cũng thoát nạn Cờ bạc đối với anh là phù phiếm Cũng rất muốn xem tên kia tài giỏi được tới đâu Người thanh niên kia Hướng mắt về nơi phát ra giọng nói ấy Vừa quay qua Đập vào mắt hắn là vẻ đẹp ngây thơ của Ngọc Sao E thẹn như một đóa hoa đang dần hé mở Trông thấy ánh mắt như muốn ăn mình Ngọc Sao vội né tránh núp sau lưng mặc tử lâm Anh nổi cơn trong lòng Nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh Tươi cười ngoài mặt Thế nào Cậu có muốn chơi với tôi không Hừm, chơi thì chơi Có bao nhiêu người kêu hết ra đây Chính tôi hôm nay sẽ đánh sập sòng bài này Hắn kêu ngạo tuyên bố một cách hùng hồn Anh cười khẩy Được Rồi dẫn Ngọc Giao đi tới đó Ngồi ngay vị trí của bồi bàn Tên bồi bàn định lên tiếng chào Anh liền giơ tay ra hiệu Ngụ ý chưa muốn tiết lộ thân phận cho hắn biết vội Người bồi bàn hiểu ý Cũng im lặng mà rời đi Hắn cao ngạo lên tiếng nếu chỉ là cá tiền thì không vui cho lắm Hay là chúng ta cược gì hay hơn đi Anh không từ chối Mà niềm nở đáp lại Muốn cược thế nào Tôi muốn có được cô gái ấy Hắn nói rồi chỉ thẳng mặt vào ngọc sao Cô giật mình muốn trốn Thì bị anh kéo giữ lại Rồi lấy tay khẽ chạm vuốt tóc cô Hạ giọng ám chỉ Xem ra em rất hợp với nơi này nhỉ Ánh mắt anh dần trở nên đáng sợ Tuy ngoài miệng vẫn cười nhưng bên trong đang bùng lên như một trái bom nổ chậm. Anh ghét nhất là kẻ nào dám dòm ngó đồ của mình. Được, anh đáp lại mà không hỏi ý kiến của cô. Đây là lần thứ hai, anh lại đem cô ra như một món đồ chơi. Trong lòng bỗng trỗi lên một cảm giác khó chịu, thất vọng mà buồn bã. Hắn vinh mặt xem thường anh mà tự đề cao bản thân giới thiệu. Tôi là Trần Dương. Trong giang hồ, chắc cậu đây cũng nghe qua cái tên này rồi nhỉ? Chưa nghe qua. Trần Dương có chút bối rối, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chưa nghe thì giờ nghe qua. Hôm nay cái tên của tôi sẽ ghi danh ở đây. Khóe miệng mặc tử lâm cong lên, khẽ cười nhách. Tự tin như vậy thì đáng khen. Có điều... Có điều gì? Có qua có lại. Cậu muốn người phụ nữ của tôi thì tôi cũng phải lấy thứ gì đó từ cậu chứ nhỉ? Chẳng hạn như là... Đôi mắt. Trần Dương cười khẩy. Hừm, <laughs> tưởng cái gì to tát. Đôi mắt và người đẹp đều sẽ là của tôi. Anh không thèm đôi co với hắn Chỉ cười đáp lại Trong lòng vốn đã có suy tính từ lâu Cứ kiêu ngạo đến mức chủ quan Rồi sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống Sám thì người phụ nữ của tôi Đúng là thèm mùi đất Trò chơi rất đơn giản Lần này anh sẽ trở thành người làm cái Không khí dần trở nên căng thẳng Hai cao thủ đối đầu nhau Mọi người đứng xem cũng hồi hộp không kém Còn Ngọc Giao lúc này Thì vừa buồn vừa lo Có lẽ cô nên xem lại tình cảm này chỉ là một nô lệ mà thôi làm gì có tư cách được yêu hay được quan tâm thật nhảm nhí sổ lại khóc thầm trong lòng không biết từ khi nào cô lại có tình cảm với một tên máu lạnh đã từng hành hạ và suýt giết chết cô chúng ta bắt đầu chứ được tôi đang xem đây anh mỉm cười cua lấy ba con xúc sắc trên bàn và một cái ống rồi sóc lên lắc qua lắc lại liên tục làm cho mọi người cứ đứng theo dõi không dám rời mắt ngay khi xúc sắc vừa đặt xuống, Trần Dương quan sát một lúc, có hơi khó hiểu mà nghĩ thầm. Tên này có bị thiểu năng không? Không thấy mánh khóe cậu ta dùng, hoặc cũng chỉ là tay gà mờ, thích thể hiện trước mặt gái. Nghĩ tới đây, hắn cười mỉa mai, rồi liền đặt ngay. Xỉu! Mọi người từ đầu đến cuối đều chứng kiến Trần Dương chơi như thế nào, nên lần này cũng đoán hắn sẽ thắng trong trò chơi này. Nhưng ngược lại, Ngọc Giao lại rất tin tưởng anh, nhìn vẻ mặt không chút lo sợ kia cũng đủ hiểu Anh đã có dự tính trong lòng Không hiểu sao cô lại có một ý nghĩ trong đầu rằng anh sẽ không để tôi rơi vào tay kẻ khác đâu Đúng không? Hoàn toàn tin tưởng anh Anh lắm thủ đoạn, mưu mẹo thế cơ mà Mặc tử lâm mỉm cười Chưa mở vội mà lại dụ dỗ hắn tiếp Dù gì cũng có một ván Sao không thử chơi lớn một lần Đặt hết số tiền đang có vào đây Vừa có tiền, vừa có người đẹp Không thích sao? Nghe anh nói, ai cũng bất ngờ cho rằng anh bị điên rồi. Trần Dương cười phá lên, không suy nghĩ mà nhận lời ngay. Được, hết thì hết, để tôi xem cậu còn trưng cái bản mặt đáng ghét kia ra đến khi nào. Hắn không biết rằng chính sự cao ngạo và tự tin hôm nay sẽ khiến hắn mất đi con mắt này mãi mãi. Mặc tử lâm cười mỉm, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản mà hạ giọng. Tiểu giao, lại gần đây. Cô đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh, nhưng rồi cũng đi tới. Anh ôm lấy eo cô rồi thì thầm nhỏ nhìn cho kỹ nhé, bên dưới. Ngọc dao nhìn xuống, hình như cô thấy cái gì đó, ánh mắt đầy kinh ngạc. Nhận ra ánh mắt bất thường đấy của cô, Trần Dương cảm thấy có gì không đúng lắm, rồi liếc nhìn xuống bàn tay anh định mở con xúc sắc. Lúc này, hắn mới nhận ra mà vội hết lên. Chờ đã! Nhưng đã quá muộn, xúc sắc mở ra và kết quả là tài, người thắng là Mạc Tử Lâm. Ai cũng rất bất ngờ với kết quả này. Nhưng anh đã làm bằng cách nào? trần dương đứng hình tại chỗ hắn không dám tin vào mắt mình nữa chán vã cả mồ hôi để khiếp sợ không không thể nào đôi chân run rẩy như không thể đứng vững hắn định bỏ chạy nhưng đâu dễ dàng như vậy tử lâm ôm lấy cô nhìn cô với ánh mắt si mê rồi liếc nhìn hắn đe dọa để lại con mắt rồi đi đâu thì đi không thì để lại cái mạng trần dương lập tức bị đè chặt xuống đất vùng vẫy hết lên thả tao ra Mau thả tao ra Tiểu giao đi lấy mắt hắn lại đây Đoảng một tiếng như xét đánh Anh lại ép cô làm những việc tàn nhẫn như thế này Đương nhiên cô không chịu Mà lắc đầu từ chối Tôi... tôi không làm được Tôi sẽ giúp em Có trách vì hắn dám dùng con mắt này nhìn em Những kẻ nào có dã tâm với em Dùng tay thì chặt tay Dùng mắt thì móc mắt Và tương tự những chỗ còn lại Ngay lúc đó một con dao đã được đưa ngay tới trước mặt Ngọc sao Cô muốn chạy trốn, không muốn làm chuyện kinh tởm này. Giọng nói thê thế vang lên. Hay, hay là tha cho hắn đi. Gương mặt anh đen xịt lại, giọng nói pha chút giận dữ. Tôi đưa em theo, không phải vì muốn em cầu xin cho hắn. Nếu như người thua là tôi, em bị hắn đưa đi, thì ai là người cầu xin cho em? Hả? Tử Lâm, cậu đang làm cô ấy sợ đấy. Cảnh thiên không biết trở về từ khi nào, thấy cô sợ hãi trong lòng cảm thấy bức bối mà liền đi tới cầm cổ Ngọc Giao ngăn lại nhìn thấy vậy anh lập tức trừng mắt gằn giọng bỏ tay ra Cảnh Thiên không sợ hãi trước thái độ đấy của Mặc Lâm vẫn quyết cầm tay Ngọc Giao nghiêm nghị cậu không thể cứ bắt Ngọc Giao làm theo ý của mình được cô ấy cũng chỉ là một cô gái yếu đuối cậu làm như thế không phải đang gắn vào đầu cô ấy những thứ tệ nạn xấu xa đến tàn nhẫn sao Cảnh Thiên từ khi nào ai cho cậu cái lá gan mà dạy lại tôi tôi không dạy cậu tôi chỉ đang muốn nói cho cậu hiểu cậu hành hạ cô ấy như vậy thì được cái gì ông ta có xuất hiện không anh càng nói lại càng bị cảnh thiên nói lại anh tức quá mà cầm lấy cánh tay ngọc dao giật mạnh về phía mình nhưng vẫn bị cảnh thiên giữ lại ánh mắt anh lụ ra những tiêm máu đỏ sắc lệm làm tốt việc của mình đừng quản chuyện người khác bỏ tay ra nhận thấy tình hình không ổn ngọc sao tự biết làm gì cô không muốn cảnh thiên vì cô mà cả hai trở mặt với nhau vội giật tay ra khỏi cậu giọng nói để cự tuyệt cảnh thiên anh mau buông tôi ra đi tôi là người của anh ấy rồi dù gì cũng cảm ơn anh câu nói tưởng chừng vốn bình thường nhưng lại là con dao cứa vào trái tim cảnh thiên lòng cậu chật nhói lên cậu muốn giúp cô muốn giải vây cho cô nhưng chính cô lại hất hủi nó một cách lạnh lùng bức tường mạnh mẽ vững chắc bao bọc xung quanh sự sụp đổ lộ ra trái tim đang vì cô mà khóc cậu đã yêu cô yêu ngay từ cái lúc chứng kiến cảnh hung tàn chiến đấu với con sói hoang đầy kiên cường tinh thần chiến đấu làm cậu không ngừng nghĩ tới cô ngọc giao đã nói như vậy rồi cậu cũng đâu còn cách nào khác cậu tôn trọng quyết định của cô cố nạn ra nụ cười xin lỗi là lỗi của tôi tôi đã thất lễ rồi cảnh thiên buông tay ngọc Giao ra ngay lập tức mặc tử liên liền ẵm cô lên lạnh giọng lên tiếng nếu muốn xin vậy thì đi lấy mắt của hắn thay cho cô ta đi lòng ngọc dao có chút hoang mang đôi mắt lo lắng nhìn cảnh thiên trong đầu tự trách chính mình xin lỗi là tại tôi cảnh thiên lập tức né tránh ánh mắt ấy không nói gì đi thẳng tới chỗ trần dương móc ra trong túi một con dao trần dương bị đẩy chặt dưới đất không ngừng kêu la thả tao ra đừng động vào tao Tiếng hét thảm thiết vang lên đến chói tai. Cảnh Thiên với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, rồi con dao chọc thẳng vào con mắt Trần Dương, máu văng ra chảy nhầy nhụa trên tay cậu. Trần Dương nằm lăn lộn dưới mặt đất, tay ôm một con mắt mà khóc lóc, xen rỉ đau đớn. Anh cười lạnh, giọng nói hài lòng mà ra lệnh. Kéo hắn ra ngoài, rồi ẵm cô trên tay rời đi, trước bao con mắt đầy kinh ngạc đến ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Cảnh Thiên vẫn đứng đó, hất tay ra hiệu cho đám người kéo hắn ra ngoài giọng nói nhỏ pha chút buồn bã ngọc sao cô đã đưa ra lựa chọn rồi sao cậu đã yêu thầm ngọc sao bằng chứng là chính con tim này nó nhói lên mỗi lần khi nghe tin cô bị mặc tử lâm hành hạ rồi suýt bị giết chết cậu rất muốn nói ra tình cảm này lần này hoàn thành sớm nhiệm vụ vốn định trở về để nói cho cô nghe nhưng sự thật hiện tại lại quá phũ phàng còn chưa kịp nói ngọc sao đã đưa ra quyết định mất rồi cậu chậm một bước rồi sự thất vọng đang ăn mòn trái tim cảnh thiên. Nó nhói lên đau xót như những con kiến nhỏ đang thi nhau cắn xé lòng cậu. Có lẽ đoạn tình cảm này cậu cũng chỉ có thể giữ kín trong lòng. Khóe miệng khẽ cười nhạt, một hàng nước có vị mặn chát chảy xuống. Thầm nghĩ, chỉ cần cô không hối hận về lựa chọn của bản thân, tôi vẫn sẽ âm thầm ở bên cô. Ngọc Giao Anh vừa đi vừa bế cô trên tay, vẻ mặt xám xịt như đưa đám, không thèm đếm xỉa tới cô. Ngọc Giao khép nếp, nhỏ giọng lên tiếng, anh còn đói không? Không, anh ta hở hững trả lời. Rồi lại im lặng, không biết anh lại muốn đưa cô đi đâu nữa. Ngọc Giao chợt nhận ra anh không đưa cô quay trở lại phòng mà bế cô đi thẳng ra bể bơi rồi thẳng tay ném cô xuống một cái tùm. Ngọc Giao bị anh vứt xuống bất ngờ, vùng vẫy muốn chui lên khỏi mặt nước, mắng chửi anh. Anh bị điên à? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Mạc Tử Lâm đã nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài để lộ cơ thể trần phía trên rồi nhảy xuống chỗ cô. Muốn đi đâu? Anh, anh mau buông tôi ra. Suốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Tôi muốn làm gì? Em nhìn còn không biết sao hả? Ngọc Giao muốn trèo lên khỏi bể bơi thì bị anh ôm chặt từ phía sau. Tóm lấy eo, cứ như sợ cô chạy trốn khỏi bàn tay anh vậy. Cô lặng im nuốt nước bọt ực một cái, chờ đợi hành động tiếp theo của anh đến căng thẳng đầu óc. Thầm tự nghĩ không lẽ anh ta muốn làm chuyện đó dưới bể bơi sao? Nghĩ tới đây, cô lại càng thêm lo lắng. Anh ta chỗ nào cũng có thể làm được. Nhưng ngay sau đó, hành động của anh như đã biến thành cú vả vào mặt cô. Anh ghế sắp mình vào ngang tay cô, vừa cầm cổ tay cô lên, vừa hạ giọng nói. Rửa cho sạch. Nghe tới đây, cô lại sực nhớ ra trong đầu. Đây không phải chỗ cổ tay lúc nãy mà cảnh thiên cầm vào sao? Anh ta đang ghen đấy à? Mùi giấm chua thoang thoảng ở đâu thế này? Đừng kìm mạnh như vậy, anh muốn lột da của tôi sao? Phải, nếu lột được, tôi đã lột từ lâu rồi. Ngọc Dao khẽ kêu đau, giọng nói có chút bất mãn, nhưng chính anh mới là kẻ khó chịu nhất lúc này. Anh trầm giọng, như khẽ rót vào tai cô, "Trái tim của em, hay cơ thể, mọi thứ của em đều là của tôi." Rồi nghiêng mặt, hơi đưa đầu lưỡi ra liếm vào vành tay Ngọc Dao, làm cô lập tức đỏ ửng cảm giác như có một dòng điện chạy xuống sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể. Anh... Cô không thể chống cự, cứ như đang bị anh dẫn dắt đến cơn cuồng loạn. Tử Lâm hơi liếc mắt về phía cánh cửa. Anh biết cảnh thiên đang đứng ngoài đấy. Anh cố tình làm như vậy là muốn triệt để tư tưởng của cảnh thiên, muốn khẳng định chứng minh cho cậu thấy. Ngọc Giao là của anh, đừng có ý định mơ tưởng đến. Cảnh thiên đứng bên ngoài, nội tâm không ngừng dằn vặt, cặp mắt rũ xuống, một nỗi buồn pha chút thất vọng. Cậu không muốn cô bị ép. Như vậy, trái tim cậu sẽ rất đau. Ngọc Giao có chút sợ hãi trong lòng. Biết ngay là muốn bắt nạt cô tại đây mà. Trở trong đầu cô lại nảy ra một câu hỏi về chuyện khi nãy để làng tránh, đổi chủ đề nhanh chóng. Chuyện lúc nãy, anh làm sao mà được vậy? Có thể chỉ cho tôi không? Nghe cô hỏi, anh trở dừng lại, khẽ nhếch cười châm chọc. Sao? Muốn học à? Không phải, chỉ là làm sao anh có thể nhìn ra mà thắng tên đó thôi. Muốn biết sao? Ngọc Giao lập tức gật đầu. Tử Lâm thả lỏng cơ thể, khẽ nhếch cười rồi trầm giọng nói. Không đơn giản lấy đi mắt hắn là vì nhìn em đâu. Hắn có con mắt rất tinh tưởng và khả năng quan sát rất kỹ, cùng với đôi tai nhạy bén. Những bánh khóe thông thường không thể qua mắt được hắn đâu, nên tôi đã sử dụng một cọng tóc của em. Khi hắn không chú ý mà kéo ngang miệng ống đựng xúc sắc, rồi cột vào hai ngón tay, áp sát miệng ống. Sau khi đặt xuống thì lập tức thả lỏng hai ngón kia ra để một con xúc sắc nằm đè lên. Nó vốn là xỉu, nhưng chỉ cần khẽ động căng dây, nó sẽ nhảy qua mặt kia và thành tài. Ngay xong, cô trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc mà hỏi. Anh không sợ nó bị đứt sao? Anh nhớ mày lên, đôi mắt khó hiểu nhìn cô, giọng nói có chút bất mãn. Em xem tôi là ai? Em có bị ngốc không? tôi mà gà mờ như bê đám kia thì có thể giữ được cơ ngơi của gia tộc không? Cũng phải, tôi hỏi thừa rồi. Nhìn thấy cô có chút ngượng ngùng thì lại không thể kiềm chế nổi bản tính trong người. Khóe miệng nhếch lên cười nham hiểm, lại bắt đầu dở cái giọng trêu hoa ghẹo nguyệt, trêu chọc cô. Chỉ là một sợi tóc nhỏ thôi, nhẹ nhàng là sẽ không đứt, giống như việc làm trên giường với em. Bỗng chốc, Ngọc Giao vội lấy hai tay bịt miệng tử lâm lại gương mặt cô đỏ bừng lên như ngọn núi lửa phun trào, có ngại ngùng và cả sự giận dữ hết lên. Anh câm miệng đi. Tử Lâm không ngạc nhiên, ngược lại vẫn trưng cái bộ mặt đáng ghét ấy ra, đôi mắt như đang cười xấu xa với cô. Anh đưa đầu lưỡi, liếm nhẹ vào tay ngọc sao, làm cô giật thót, vội vàng thu tay nhìn anh lắp bắp. Biến, biến thái. Chỉ là liếm tay thôi, có cần làm quá thế không? Vô liêm sỉ. Mặc tử lâm bật cười, Cô gái này khiến anh điên mất rồi Ngọc Giao nhìn anh bằng mắt Như muốn nói Lưỡng lự dây sau cô mới chịu mở miệng Sắp tới là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi rồi Tôi nghe nói lúc đó anh bận lắm Thì sao? Hôm đó có thể rời ngày mà Sao cô không hỏi Khi đó tôi có rảnh không đi Vậy lúc đó anh có rảnh không Không tôi bận lắm Ngọc Giao nhìn anh nhướng mày thật không còn lời nào để nói với anh lúc này. Con người anh thật là gợi đòn, khiến người ta muốn lao đến, đánh cho một trận nhiều tử. Cũng không biết từ khi nào, cô lại có cảm giác gần gũi với người đàn ông này. Một thứ gì đó đang lê lói trong trái tim nhỏ bé ấy. Tuy anh tàn nhẫn, nhưng những việc anh ép cô làm lại chỉ muốn tốt cho cô. Cô ở bên anh thật sự rất an toàn. Người đàn ông này đúng là trong mềm, ngoài cứng. Đến anh cũng vậy, cũng đang bị chính cảm xúc của mình chi phối mà không hay biết rất ghét ai đó nhìn cô và động đến cô anh sẽ sẵn sàng tiện đưa kẻ đó ngay lập tức chợt anh ôm lấy cô hạ giọng trầm thấp mà thì thầm tôi chính là một con người tàn bạo máu lạnh nói ít hiểu nhiều hành động còn nhiều hơn cả lời nói cho nên nếu cô dám phản bội tôi tôi sẽ lột ra dốc xương làm rể lau dưới chân ngọc giao tái xanh cả mặt Câu nói cảnh báo cùng với sự lạnh lẽo thoát ra từ người anh làm cô bất chợt run rẩy toàn thân, lột ra sóc xương, thật là đáng sợ. Thấy cô như vậy, anh lại không nỡ mà nhỏ giọng. Thôi, tự leo lên rồi về phòng đi. Anh không làm sao? Vậy cô muốn tôi làm à? Không có, rồi nhanh chóng trèo lên, đi mất hút. Anh cười khẩy, lẩm bẩm, chuồn cũng nhanh thật đấy. Khoảng thời gian này, anh luôn ở bên cô Việc trong giang hồ quan trọng lắm Anh mới ra mặt Tình cảm của cả hai cũng từ đấy tốt hơn Cô dần chấp nhận con người Và ở lại với anh Không có ý định bỏ trốn nữa Còn anh, sắp tới Anh phải đi một chuyến đến nơi xa Việc cấp bách quá Nên tranh thủ ở lại chiều chuộng cô trước khi đi Hàng ngày ăn cơm chiên do cô nấu Mà nghệ còn hơn cả thuốc phiện Hôm nay là sinh nhật tròn 18 của cô Và đúng như cô nghĩ anh đã không đến, chỉ có Cảnh Thiên là ở lại cùng đón sinh nhật với cô. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn anh, Cảnh Thiên. Cảnh Thiên cúi đầu rồi móc ra trong áo một con búp bê nhỏ, cổ tóc hai bên rất đáng yêu, dịu dàng nói. Tặng cô, nếu có gì không vui, cô cứ tâm sự với nó. Cái này... Ngọc Giao có chút do dự, ở gần tử lâm không hẳn là lâu, nhưng cũng hiểu chút ít về con người anh, rất chi là chiếm hữu và hay ghen. Nếu biết cô nhận quà từ người đàn ông khác Chắc chắn sẽ lại hành cô tơi tả Nhưng đây là quà sinh nhật cơ mà Ai lại đi từ chối cho được Suy nghĩ một lúc Cô cũng đưa tay ra nhận Cảm ơn Bất chợt Ngọc Giao lại cảm thấy trong người vô cùng khó chịu Cứ như có thứ gì đó muốn nôn ra vậy Cô xanh mặt Chạy tỏ vào nhà vệ sinh Ngọc Giao cô bị sao vậy Rồi cũng chạy theo sau Cô ói ra bồn cầu Nhưng không có gì cả cảm giác vô cùng mệt mỏi, Đẩy óc chóng váng như muốn nằm một phát ra đất. Cô khẽ lắc đầu. "Tôi không sao, chỉ là cảm thấy khó chịu chút thôi." Thấy biểu hiện này, Cảnh Thiên có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi. "Không lẽ cô có thai rồi?" Nghe tới hai tử có thai, cô vô cùng hoảng loạn, vội cầm lấy cánh tay Cảnh Thiên lay mạnh. "Sao anh lại nói như vậy?" "Tôi chỉ đoán thôi, cô ở đây đi, tôi sẽ ra ngoài mua que thử để kiểm tra." Cô gật đầu đồng ý. Cảnh Thiên cũng rời đi, nhưng lại mang tâm trạng rất phức tạp. Vài phút sau, Cảnh Thiên quay lại với cái que thử thai, cô không do dự mà vào trong thử luôn. Quả nhiên, sau khi chờ đợi kết quả, hiện lên là hai vạch đỏ chót, điều đó có nghĩa cô đã mang thai. Nhưng từ khi nào? Biểu hiện ốm én gần đây chắc chỉ là mới có thôi. Ngọc Giao tái xanh mặt, vội vứt vào sọt rác trong tâm trạng hoảng loạn như đang thủ tiêu chứng cứ, không muốn cho ai biết. Cảnh Thiên có chút khó hiểu, Sao cô lại làm như vậy? Ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi nhìn Cảnh Thiên, nước mắt không hiểu sao lại chảy ra, nghẹn đi mà nói, "Xin anh đừng nói cho Tử Lâm biết." "Tại sao?" Anh ấy sẽ giết đứa nhỏ mất. Anh ấy từng nói, "Không muốn tôi là con gái của kẻ thù sinh con cho anh, nếu có thì sẽ trực tiếp giết nó." "Không thể nào, nếu như không muốn cô mang thai, sao cậu ấy không dùng biện pháp an toàn hay ép cô uống thuốc tránh thai?" Cô cứ xuống lắc đầu, không nói hiện tại cô đang rất bối rối không biết nên làm gì cảnh thiên thì rất thương cô đưa tay lên lau nước mắt rồi dịu dàng an ủi đừng sợ sẽ không sao đâu tôi không nói cho cậu ấy biết đâu cảnh thân mật này không ngờ lại bị thảo nhi đứng bên ngoài quay lén được ả bám theo cảnh thiên từ lúc cậu ấy ra ngoài cảm thấy lạ nên đã đi theo thật không ngờ lại được chứng kiến cảnh này một âm mưu thâm độc hiện trong đầu ả khi nhìn thấy ánh mắt của cảnh thiên nhỉ ngọc sao đầy gian tình Ả à, nhích mép cười khinh trong lòng Con đảm bá lăng loạn Để xem mày sẽ giải thích thế nào với cái thai kia Ngọc Dao giật mình lùi lại thấy vậy Cảnh thiên cũng gượng gạo mà thu tay về Nếu muốn cần gì Thì cứ nói với tôi Cậu ấy tầm khoảng 5 ngày nữa mới về Cảm ơn anh Cảnh thiên cũng không nói gì thêm Mà rời đi trong sự buồn bã Cô đang giữ khoảng cách với anh Chỉ vì mặc tử lâm Cánh cửa đóng lại Cũng là lúc Ngọc Giao ngồi bề xuống đất Cô không biết phải làm thế nào nữa. Ban đầu còn muốn giết anh để trả thù cho em trai, nhưng bây giờ cô lại mang thai con anh. Đứa trẻ vô tội, cô không muốn giết nó và cũng không muốn nó sinh ra mà không có cha. Nhưng liệu anh có giết đứa trẻ này để báo thù cho cha của mình không? Cái bụng sẽ ngày một lớn lên, đến lúc đó sẽ còn giống nổi nữa không? Mình nên làm gì đây? Càng suy nghĩ, càng làm cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi dưới nền nhà. Trong đầu lại hiện lên một câu hỏi ngớ ngẩn Anh có thích tôi không? Ngủ được một lúc Ngọc Sa bị đánh thức bởi tiếng động Cô hé mở mắt Thì một đôi chân đi đu quốc màu trắng Cùng với làn da trắng nõn Đang đứng trước mặt cô Cô giật mình choàng tỉnh Ngồi bật dậy lùi ra sau Phía sau ả ta còn có hai người đàn ông khác cao to nữa Trực giác cho cô biết Người phụ nữ trước mặt nguy hiểm đến cỡ nào Cô, cô là ai? Là vị hôn thê của Mạc Tử Lâm Ngọc Giao kinh ngạc, khó hiểu mà nhắc lại hai từ. Hôn thê? Đúng vậy, tôi là hôn thê của anh ấy. Ngọc Giao càng nghi hoặc mà hỏi. Nhưng tôi chưa từng nghe Tử Lâm nói đến chuyện này. Thảo Nhi lấy tay che miệng, khẽ cười. Không muốn nói cho mày biết, chính là vì mày là một con nô lệ tình dục trên giường của anh ấy mà thôi. Nhất thời hứng thú với cô nên mới không nói. Sợ nói rồi, mày lại không chịu được thì sao? Tôi không phải nô lệ tình dục. Cô quát lên như một lời khẳng định Thảo Nhi cười mỉa mai Đi tới trước mặt Ngọc Giao Đưa ngón tay thon dài Nâng nhẹ cầm cô lên Giọng nói để châm biếm và khinh miệt Mày không phải nô lệ Thì hàng đêm mày và anh ấy làm gì Mày có phản kháng không Để rồi lỏi ra cái thứ nghiệt chủng trong bụng Ba mẹ mày vô dụng Không dậy nổi mày à Ngọc Giao trừng mắt Hất tay Thảo Nhi ra khỏi cầm mình Nói cô cũng được Nhưng động đến ba mẹ Cô quyết không để yên lạnh giọng nói Tôi không cần biết cô là ai Có đúng là hôn thê hay là giả danh Tôi cũng không quan tâm Quan hệ của chúng tôi thế nào Cô tự đi tìm anh ta trực tiếp mà nói Đừng tự đề cao bản thân Mà đi trà đạp người khác xuống Nếu là một tiểu thư danh giá Thì cách ăn nói và cử chỉ Phải tao nhã chứ nhỉ Sao lại thô tục Không có ăn học thế kia Mày nói ai thô tục và không có ăn học Thảo Nhi tức giận điên lên Mà quát lớn Hai mắt đỏ ngầu muốn giơ tay táp vào mặt Ngọc Giao, nhưng cô ta may mắn chặn lại, rồi ất hả ta lùi ra phía sau vài bước. Ngọc Giao tuy là một cô gái yếu đuối, nhưng nhờ anh cho tiếp xúc với những thứ bạo lực máu mê, cô cũng đã có chút can đảm mà phản kháng, chống lại những kẻ vô duyên vô cớ đến gây sự, giống như là Thảo Nhi vậy. Người ta bụng chốc không lý do đánh mình, thì mình đánh trả, đó vốn là quy luật trong cuộc sống. Thảo Nhi đay nghiến, trợ trưởng mắt nhìn cô, giọng nói như muốn băm cô thành trăm mảnh. Ai cho mày động vào tai tao, hả? Là cô ra tay trước, tôi chỉ tự vệ, không muốn động chạm cô. Mày còn dám cãi tao à? Ảng à, nghiến răng tức giận quát lớn, hai người các người bắt nó lại, ghi chặt nó cho tao. Lập tức, hai gã đàn ông nghe theo lệnh mà đi về phía trước mặt ngọc sao. Thấy tình hình không ổn, cô lập tức bỏ chạy, nhưng lại bị một tên túm tóc giật ngược lại hai gã đàn ông cao to lực lưỡng tập lập tức khống chế hai tay cô cơ thể không tài nào thoát ra được cô nhìn thảo nhi với ánh mắt căm phẫn cô muốn làm gì thảo nhi lấy trong tay một mũi tiêm bên trong có thứ nước gì đó làm cô hoang mang lo lắng đầy sợ hãi giọng nói run rẩy cô hộ cô đừng qua đây cô muốn làm gì thảo nhi cầm kim tiêm trên tay từng bước tiến về phía ngọc dao nhếch miệng cười khẩy ánh mắt toát lên những tia sát khí vô cùng tàn độc cho dù cô dễ dụa cỡ nào thì cũng không thể chạy thoát được không một lời nói ả bất ngờ giơ kim tiêm chọc mạnh vào bụng ngọc Giao rồi tiêm ít thứ thuốc đó vào người cô ngọc Giao mở chừng mắt ngay lập tức cô sức dùng chân đạp vào bụng thảo nhi một cái khiến ả ta ngã sóng xoài ra đất hai tên kia cũng buông cô ra cơ thể cô như vậy bỗng kiệt sức mà nằm lăn ra đất trong đầu sợ hãi vang lê giọng nói của chính mình mình bị sao thế này đau quá bụng mình đau quá đau quá đi mất. Rồi ôm bụng rên rỉ quản quại. Đau, bụng tôi. Thảo Nhi được hai người kia đỡ dậy, nhìn cô đau đớn dưới đất mà không thể che giấu nụ cười thâm độc. À ta bước đến, ngồi sổm trước mặt cô, tiếp tục buôn lời công kích để kích động cô. Không ngờ, thuốc lại có tác dụng nhanh đến như vậy. Mày biết thứ thuốc đó là gì không? Là thuốc phá thai đấy. Nghe ba chữ thuốc phá thai, lòng cô hoảng loạn đôi mắt chợt ngược mở to, trừng lên nhìn Thảo Nhi với sự giận dữ như muốn giết chết ả ngay lúc này. Bàn tay cầm lấy cổ chân ả mà siết chặt lấy, giọng nói thiểu thảo đầy yếu ớt cố nói: "Đồ đồ độc ác." Thảo Nhi nghe xong không hề nổi giận, ngược lại còn cười lớn để khoái chí. "Mày quá khen rồi, cứ từ từ mà tận hưởng đi, tao không còn có nhiều, bất ngờ cho mày phía sau thôi." Ông Ngọc Giao cái thứ tạp chủng đó tốt nhất không nên được sinh ra chỉ cho tao mới đủ tư cách sinh con cho tử lâm thôi. Rồi đứng lên, hất mạnh tay về phía ngọc sao mà lạnh lùng rời đi. Đừng, đừng đi, ai đó giúp với. Giọng nói thê thế trong cổ học, cơn đau đến toát cả mồ hôi làm cô không thể nói nên lời. Nhìn bóng dáng bọn chúng rời đi mà đầy tuyệt vọng, nước mắt chảy ra đến ướt nhẹp cả gương mặt. Cô không bỏ cuộc, liên tục tự túc thúc bản thân, cắn chặt môi đến bật cả máu để giữ tỉnh táo không được ngất, tuyệt đối không được ngất. Cứu con tôi, cứu con tôi với, làm ơn. Cơn đau làm cô không thể hét lên, bỏ đến đâu, máu phía dưới chảy ra lê lết theo đó. Bàn tay run rẩy rơi về phía cánh cửa đang bị khóa chặt. Đôi mắt rưng rưng những giọt lệ đầy bất lực đến tuyệt vọng. Tại sao chứ? Một người con gái chỉ mới biết mình có thai thôi mà. Các bạn thân mến, đến đây thì cũng hết tập 3 của chuyện. Các bạn đừng quên theo dõi diễn biến mới nhất của chuyện.